Xin chào tất cả các bạn, mình là Tony Đức. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải cái con Rubik 33 gương này. Thì video trước thì mình đã giải cái con Rubik 33 gương tầng 2 rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn giải con Rubik 33 gương tầng 3 này. Trước khi giải thì còn tầng 3 này thì mình sẽ làm chữ L nha các bạn. Giống cái Rubik 33 đấy nha, giống chữ L này. Đây, đóng chữ L này, viên này nó có mặt màu vàng thì kệ nó nhé các bạn. Đây, giống y chữ L thì các bạn sẽ phải làm chữ L như thế này nhé các bạn. Xong rồi mình làm dạng mặt màu vàng nhé các bạn. Thì cái công thức này xảy ra trường hợp giống y cái con Rubik 33 này nhé các bạn. Rồi thì bây giờ trước khi giải thì mình sẽ đã được làm thử cho cậu. Thì đây mình đã được dấu trừ rồi nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ làm tâm màu vàng xong rồi thì xong rồi mình sẽ làm chữ L nha các bạn. Đây mình đã được số trừ này. Đây mình sẽ xáo lên để làm tâm các bạn. Đây tâm màu vàng thì chưa có bên cạnh nào trùng nha các bạn. Mình sẽ làm công thức này. Trước khi làm công thức thì các bạn phải cho cái viên này bằng tâm màu vàng nha các bạn. Đấy, chưa bằng thì các bạn sẽ làm công thức này. F R U R phải U phải F phải. Sau khi làm xong thì mình đã được chữ L giống như các bạn. Thì các bạn để chữ L giống mình như các bạn, để như thế này mới làm được. Nếu mà các bạn để như thế này chắc chắn các bạn không bao giờ giải được như các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm công thức để thế này. Thì cái này trước khi làm dấu cộng thì cái này sẽ xảy ra hai trường hợp các bạn, để làm được dấu cộng nha các bạn. Đây trường hợp thứ nhất là mình vừa làm được chữ L này. Trường hợp thứ hai là các bạn phải để như thế này nhá. Và các bạn sẽ làm công thức tiếp là F R U R phải U phải F phải. Đây trường hợp thứ hai là ra dấu trừ rồi nha các bạn. Đấy, ra dấu trừ thì bây giờ nước dấu trừ này sẽ làm dấu cộng nha các bạn. Các bạn để phía nào cũng được nha các bạn. Là dấu trừ, nếu mà các bạn để phía này là sao nha các bạn. Các bạn để phía này hoặc là để phía này nha các bạn. Đấy, để phía nào mà có cái bên cạnh này nó không bằng nhau ấy thì mình sẽ làm tương tiếp là F R U R phải U phải F phải. Sau khi làm xong thì mình đã ra được dấu cộng nha các bạn. Thì trước khi ra dấu cộng thì mình có tân 4 trường hợp nha các bạn. Đáng lẽ trong Rubik gương 33 này ở tầng 3 có 6 trường hợp, nhưng mà nó cái ví dụ cái viên góc này nó không phân biệt được nên chỉ có 4 trường hợp nha các bạn. Trường hợp thứ nhất là có hạt này nha các bạn. Đây mình sẽ hướng dẫn làm 33. Mình sẽ trường hợp thứ nhất giống 33 thứ nhất các bạn. Đây mình tìm nhé các bạn. Trường hợp thứ nhất giống 33 là cái nơ nhé các bạn. Đây sẽ là cái nơ. Đây, nếu mà trường hợp đi thì thôi nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ làm trường hợp đi xong. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn này. Đây trường hợp thứ nhất của hai cái nơ, bởi vì cái hai cái viên này trồn lên thì nó sai nhé các bạn. Đây, thì nó là viên góc rồi. Thì các bạn để cái viên nơ này ở đâu, bên chỉ có cách để ở đây các bạn, hoặc là các bạn chỉ có cách là làm công thức là làm cái viên này nhồi lên này, hoặc là làm công thức viên này nhồi lên nhé các bạn. Thì các bạn sẽ làm công thức là R U R phải U R U hai R phải. Sau khi làm xong thì nó ra được cái ly nhé các bạn. Đây giống cái ly này, nhưng mà ra cái ly thì nó không có màu. Đáng lẽ ra cái này có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là màu vàng này nó ở bên tay trái các bạn, xong rồi mới cả màu vàng ở bên tay phải các bạn. Trường hợp thứ hai là hai màu vàng đối diện mình nha các bạn, thì nó không đối diện
Nếu mà mình không biết thì mình sẽ để dấu kẻ lơ cho bạn là nó viết sai này, là nó trở lên nhá, thì chắc chắn không phải màu vàng. Mình sẽ làm công thức này: R U R phải U R U 2 R phải. Sau khi làm xong thì nó ra ra được hình con cá rồi nhá các bạn. Nên mình sẽ làm này, giống bạn bạn đây thì nó ra hình con cá nhá các bạn. Đây hình con cá này là có hai bên màu vàng với cả cạnh màu vàng này, góc vàng đúng nhá các bạn. Đây giống này, đấy thì nó thì cái viên góc này nhá, giống cái viên góc này là và hai cái viên này có nghĩa là cái không có mặt màu vàng trên đỉnh là sai nhá các bạn. Thì các bạn sẽ để như mình nhá, thì mình sẽ làm công thức này. Đây là trường hợp cuối cùng nhá các bạn. Mình sẽ làm công thức này: R U R phải U R U 2 R phải. Sau khi làm xong thì nó vẫn chia ra. Thì đây, ví dụ sau khi làm xong thì mình sẽ làm công thức giống 3 nhân 3 này: R U R phải U R U 2 R phải. Đấy, làm xong thì nó vẫn chưa ra hôm qua. Thì cái viên đây nó vẫn chưa ra. Thì cái viên góc này tức là giống cái viên góc này, bởi vì cái chắc chắn mặt màu vàng đối diện bình nhá các bạn. Thì ở đây mặt chắc chắn mặt màu vàng đối diện bình nhá các bạn. Bởi vì thì vừa nãy các bạn làm một lần thì nó không ra. Thì bây giờ các bạn sẽ làm lần tiếp theo này: R U R phải U R U 2 R phải. Sau khi làm xong thì mình đã ra được rồi nhá các bạn. Đây ra rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm công thức này của banh bản: R U R phải U R U 2 R phải. Đấy, sau khi làm xong thì nó đã ra rồi nhá các bạn. Trước khi ra thì mình sẽ ướp thử xem có viên góc nào đúng chưa nhá các bạn. Đây thì mình đã có được hai cái viên góc nào đúng rồi nhá các bạn. Bởi vì nó ở đây này, nó bằng nhau này, bằng nhau hết hai cái viên góc này bằng nhau. Nếu mà giống 3 nhân 3 nếu mà cái viên góc nó bằng nhau thì các bạn sẽ để cái viên góc là bên tay trái mà các bạn sẽ làm công thức này. Hoặc là các bạn không cần, các bạn có ba cái viên này đúng không, các bạn đưa về là đúng rồi. Thì hoặc là các bạn để viên này bên tay trái này, hoặc là để mặt này bên tay trái, thì các bạn sẽ làm công thức này: R U R phải F phải R U R phải U phải R phải F R 2 U phải R phải U phải. Thì mình đã làm một lần thì nó đã ra rồi nhé các bạn. Đây viên góc là đúng hết vị trí rồi. Thì cũng giống cái con Rubik 33 gương này. Thì các bạn sẽ chọn một cái viên đúng để bên tay trái nha các bạn, giống Rubik 33. Và mình sẽ cho cái viên nhỏ nhất này về bên tay trái và các bạn sẽ làm công thức này: R U R phải F phải R U R phải U phải R phải F R 2 U phải R phải U phải. Sau khi làm xong thì mình có lại một viên. Mình sẽ ứng thử một cái viên khác này. Thì với cái viên khác hai cái viên này đúng rồi, thì viên cạnh này đúng rồi nha các bạn. Nếu mà cái viên này đúng thì nếu mà các bạn sẽ làm một lần nữa, các bạn sẽ để viên này ở bên tay trái và các bạn sẽ làm lần nữa là sai nha các bạn. Thì các bạn sẽ ứng thử viên khác này, với cả cái viên cạnh này đúng này. Mình sẽ ứng thử này. Đấy, nó đúng rồi nha các bạn. Thì mặt này đúng giống banh ba giống nhau y. Thì đây là trường hợp thứ nhất nha các bạn. Cái bước cuối cùng sẽ xảy ra hai trường hợp. Thì trường hợp thứ nhất các bạn sẽ để mặt đúng này về bên tay trái nha các bạn. Đây mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Mặt đúng này các bạn sẽ để sai nha các bạn. Mình sẽ làm mẫu này: R 2 U R U R phải U phải R phải U phải R phải U R. Sau khi làm xong thì nó mặt sau này nó không di chuyển này, thì với cái bên cạnh này nó vẫn chưa ra. Thì các bạn sẽ làm tiếp này: R 2 nếu mà các bạn làm ra rồi thì thôi nha các bạn. U R phải U phải
Rafael. U phải, ra phải. U ra phải. Sau khi làm xong thì mình đã hoàn thành được Rubik 33 này. Giống cái con Rubik này trước khi làm thì mình có hai cái viên góc mà chia được, thì mình sẽ để cái này mà đằng sau nha các bạn. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn trường hợp thứ hai nha. Đây là mình sẽ làm R U R phải F phải R U R phải U phải R phải F R hai U phải R phải U phải. Sau khi mình thử làm xong công thức đấy thì mình sẽ đúng là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng trường hợp một nha. Đây trường hợp thứ nhất là một mặt đúng nha các bạn. Đây một mặt đúng này thì mình sẽ để đằng sau này, thì các bạn sẽ làm công thức này, thì mình cái vết cạnh này nhỏ ra có nghĩa là sai nha các bạn. Các bạn sẽ làm công thức này R hai U R U R phải U phải R phải U phải R phải U R phải. Sau khi làm xong thì mình cái bên cạnh này thay đổi, thì bên góc là không thay đổi, với cả mặt đằng sau này cũng không thay đổi nha các bạn. Các bạn sẽ làm tiếp này R hai U R U R phải U phải R phải U phải R phải U R. Sau khi làm xong thì mình cũng hoàn thành được Rubik dưa này. Trước khi mình sẽ làm trường hợp 2 thì mình sẽ làm trường hợp 2 của cái con Rubik 3x3 nha các bạn. Đó trường hợp thứ 2 là gì này. Trường hợp thứ 2 trường hợp thứ hai như thế này là nó không có mặt nào đúng nha các bạn. Đây nó không có mặt nào đúng này, thì các bạn để mặt bên nào cũng được nha các bạn. Thì các bạn sẽ làm công thức này R H. Trước khi làm công thức thì các bạn không cần phải làm thế này, cũng theo các bạn không cần đi theo chiều kim đồng hồ hoặc là đi ngược chiều kim đồng hồ nha các bạn. Ví dụ không cần làm công thức là đi theo chiều kim đồng hồ là như thế này, là bên xoay bên biển đi qua đây này, viên ca đi qua đây nha các bạn. Đấy, không cần làm thế, hoặc là viên xanh lúc là cây là đi qua đây này, viên đỏ là đi qua đây là đúng nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chọn mặt nào cũng được nha các bạn, thì mình sẽ chọn mặt xanh là cây nha các bạn. Mình sẽ làm này R hai U R U R phải U phải R phải U phải R phải U R. Sau khi làm xong thì nó ra được một màn nha các bạn, thì các bạn sẽ để đằng sau nhé các bạn. Thì các bạn sẽ làm tiếp này R hai U R U R phải U phải R phải U phải R phải U R. Nếu mà các bạn làm chưa ra thì các bạn sẽ làm công thức đó một lần nữa nha các bạn, thì nó chắc chắn ra các bạn sẽ phải là hai lần. Thì giống cái con Rubik dương 33 này thì các bạn bây giờ mình sẽ làm lại nha. Giống như cái con Rubik 33 gương này, nó không có cái viên cạnh này nào đúng nha các bạn, chỉ có bốn cái viên góc là đúng. Thì các bạn để mặt nào cũng vậy nha, và các bạn sẽ làm công thức này. Mình sẽ tìm mặt này nha các bạn, và mình sẽ làm này R hai U R U R phải U phải R phải U phải R phải U R. Sau khi đặt xong thì mình đã được một mặt đúng này, thì các bạn sẽ để đặt sau, và các bạn sẽ làm tiếp công thức này R hai U R U R phải U phải R phải U phải R phải U R. Nếu mà các bạn nào nó không ra ấy, thì các bạn sẽ làm thêm một lần nữa nha các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ.
nhấn nút thông báo để ủng hộ mình nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.